Nam mô Đức Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Ca Mâu Ni Phật. Cái đề mình làm bài là mình phải theo sát đề. Cái đề tài mình là gì? Mình phải ôm sát, phải theo sát cái đề tài mà thầy đã cho dàn bài tụi con chưa? À, nhưng vẫn không theo. Lúc nào thầy làm thầy cũng cho cái ví dụ như bây giờ nè, định nghĩa nhóm ngôn đầu tiên hết là cái gì? Đầu tiên hết vô là cái gì? À, Đức Phật nói tiếng gì, đúng chưa? Là số 1. Cái này cần nói nhiều không? Không. Thứ hai nữa là các ngôn ngữ Phật giáo sử dụng, 4 thứ ngôn ngữ Phật giáo sử dụng, đúng không? Ghi lại kinh điển đó là thứ hai. Cái này cần nói nhiều không? Có đứa mất cái này tới 2 trang, đâu phải là cái chủ đề của mình đâu. Rồi cái thứ ba là gì đây? Mình nói Đức Phật nói tiếng gì, rồi mình giới thiệu 4 ngôn ngữ của Phật giáo sử dụng, nó logic à nghe. Rồi bắt đầu nó mới lòi ra là Đức Phật có trong Phật giáo có xài Buddha Đức Sanh Đức, đúng không? Mình kể là 4 cái ngôn ngữ này nè, thì có, thì bắt đầu mới tới bối cảnh xã hội để cái ngôn ngữ này nó ra đời. Nó logic không? Hợp lý chưa? Bối cảnh xã hội, rồi khi bối cảnh nó ra đời mới tới cái định nghĩa nè. Hoặc cái định nghĩa ngay đây cũng được, cái định nghĩa ngay chỗ số 3 nè, chỗ này cũng được. Định bối cảnh xong rồi định nghĩa nè. Phải định nghĩa có 1 câu à. À, tụi con làm mà thầy định nghĩa mấy lần cho tụi con ghi, có 1 câu và thiếu luôn rồi đó, rồi chưa? Tới đây có bối cảnh ra đời rồi nè, có định nghĩa rồi, bắt đầu mới tới cái cách đặt tên nè. Cách đặt tên rồi mới tới vị trí trong ngôn ngữ Ấn Âu. Nếu thêm nữa là cuốn nào nằm trong giai đoạn nào, cuốn nào nằm trong giai đoạn nào, rồi hết. Có đứa thì dồn vô cái này quá nhiều, giải thích cái này quá nhiều mất bài. Còn cái nhóm ngôn ngữ Ấn Âu, cái lịch sử nhóm ngôn ngữ Ấn Âu, hơn 10 mấy học giả người ta làm gì được ghi lại trong sách sử, 10 mấy học giả, thầy nói cho tụi con nghe là 7 ông, còn 12 ông, còn này dục hết, còn 2 ông. Nếu 2 người lên tiếng, người ta trong nhà chấp nhận không? Ít nhất phải 10 người. Thầy nói cho tụi con nghe 7 người, mà trong đó còn chừa lại 3 người, thử coi đứa nào biết đem vô ông không, nó còn cắt nó vô quả nữa. Mà sở dĩ nói là nhóm ngôn ngữ Ấn Âu là phải có nhiều ý kiến, ông này ý kiến chút, ông này ý kiến chút, ông kia ý kiến chút, ông nội ý kiến chút, rồi cuối cùng tới năm nào người ta mới chính thức chấp nhận. À, được thầy dạy rất kỹ, tới năm nào, nhờ ý kiến của ông nào, công trình nghiên cứu của ông nào, thì chừng đó người ta chấp nhận là à được. Từ đó về sau người ta mới dùng cái danh từ là nhóm ngôn ngữ ở ngầu, làm 2 ông rồi, đúng không? 2 người lên tiếng người ta chấp nhận được chưa? Chinh phục thế giới được không? Chinh phục giới học giả được chưa? Đâu được. Rồi lo cái này cho thiệt nhiều vô. Cái này là mình chỉ cần lướt qua thôi. Cái này nói cái này không mất hết 2 tràng. Rồi còn mấy này còn giải quyết đủ không? Cái này chút xíu thôi, Đức Phật nói tiếng gì đâu cần nhiều. Cái này nói chút xíu thôi. Rồi cái đề của mình là gì mình nói mình tập trung. Cái đề của mình làm nó loãng ra. Cái gì cũng phải nói, cũng phải logic. Mình nói Đức Phật nói tiếng gì, rồi sau đó mình giới thiệu 4 ngôn ngữ. Thì giới thiệu 4 ngôn ngữ nó lòi ra Buddha Hàm Rích Sang Rích chưa? Rồi bắt đầu định nghĩa, rồi bắt đầu nói tới nhóm ngôn ngữ ngầu. Thì lịch sử nhóm ngôn ngữ ngầu nó dài hơn 1 trang, cách đặt tên nó cũng hơn 1 trang, nếu mình viết cho đủ. Rồi trong đó phải liệt kê ra, người ta nói là tại sao gom được cùng nhóm, tại là nó giống nhau nhiều thứ. Nó giống nhau về văn phạm, rồi nó giống nhau về cách phát âm nữa, nó gần giống nhau. Thầy có đưa ra ví dụ không? Mà không chịu đưa vô.
ghi hai ông chút xíu vậy, hai paragraph, hai dòng như đây là nhóm ngôn ngữ không? Làm thầy thất vọng mà thầy nói nhắc lại lần nữa mấy cô lố thôi quá. Đọc bài của mấy thầy còn dưới chút của mấy cô quá lố thôi. Tụi mấy cô nghĩ sao? Ha? Thầy dễ dạy lắm phải không? Thầy rất khó, tụi con biết mà. Thầy không có dễ dạy. Mà mấy cô quá lố thôi. Thứ nhất là sai chánh tả. Đánh mai không chịu coi lại. Mà thầy đã dặn rồi, chánh tả là thầy bực mình lắm. Thầy đọc bài mà sai chánh tả không đồng nữa. Mấy cái luận án cao học cũng vậy. Đọc sai chánh tả bỏ, không đồng nữa. Vô nói sai chánh tả tôi không đọc. Nó có một thầy học trò thầy Đồng Văn ở bên Trung Quốc á, nhờ thầy sửa bài giùm, đăng ký cái tên vô cho ông nộp để mà đủ cái điều kiện làm cao học á. Rồi ông gửi bài về, thầy kêu thầy Đồng Văn nhờ thầy kêu kêu ông lên đây gặp tôi. Rồi thầy Đồng Văn nó ổng ở bên Trung Quốc á, à như vậy gửi bài về, chép vài bờ vô nói chuyện, chép vài bờ vô đọc một khúc nghĩ không đọc nữa, sửa lại cho đàng hoàng, sửa lại cho đàng hoàng rồi tôi mới đọc. Rồi không sửa lại đàng hoàng tôi không đọc. Rồi cái bắt đầu dạ con sửa rồi thầy đọc lại giùm con. Mới bắt đầu tính giờ con gấp quá, gấp thì thầy đi kiếm người khác đó. Rồi cái sửa lại sửa lại sửa lại vào trong đó cũng sai luôn, chửi giục quá cắt ngang luôn không đâu nữa. Rồi không chịu sửa. Rồi bữa hôm về gặp con cảm ơn thầy, sửa hai ba lần mới xong. Bản lai vô nhất vậy, tâm vô ái ngại, cái này là cái đọc viết quen, tâm vô quái ngại mà ghi tâm vô ái ngại, bản lai vô nhất vậy. Mà nó nói còn đọc hai ba lần sao con cũng thấy mắt mì sao vậy, mắt này sâu ăn xúc đường chỉ loài sĩ gì đó. Rồi mấy cô bài của mấy cô chật chánh tả thùng lum, chật chánh tả thầy trừ đêm đã dặn trước rồi mà lôi thôi. Mấy cô cứ nghĩ là thầy dễ dạy, à thầy nói là thầy có dễ dạy không, lúc dạy Phật giáo Ấn Độ thầy có dễ dạy không? Đánh mai chật chánh tả thùng lum không chịu sửa chữ nhận ghi nhè. Rồi đó, cái chữ anh nờ chuột tha chó vào gì mất tiêu. Rồi cũng để như vậy, bực mình quá mà cái tên của mình luôn á. Lôi thôi mấy cô, quá lôi thôi. Của mấy cô sai chánh tả rồi thiếu chữ thiếu gì của mấy cô tùm lum hết trơn. Bực mình, mình phải kỹ lưỡng hơn tăng à, chi tiết hơn à. Mấy cô lôi thôi hơn mấy thầy nhiều. Bực, đọc vô bực mình mà thầy cái tật thầy đọc một lần không có chấm điểm, đọc một lần bỏ đó. À, tranh thủ một ngày nào đó đọc hết từ cuốn này cho tới cuốn kia rồi bỏ đó, có cái ý tưởng trong đầu đọc lần thứ hai có cái điểm nham, đọc lần thứ ba mới cho điểm. Thành ra chấm điểm lâu như vậy không có phản em nào hết trơn, mà đứa nào mà giống nhau là chết. Là đọc rồi nhớ cuốn này đọc rồi đi kiếm màu ra, cái tật đọc cuốn này đọc rồi thì đi kiếm hồi thế nào cũng có à. Là dính nhau giống nhau là trò một điểm, tại đâu biết đứa nào copy của đứa nào, thì thôi cho hai đứa rớt hết nó đều. À, nói bài của con rồi nó lấy ai biểu mày để cho nó lấy, rồi kêu nó rồi nó lấy của mày, mày lấy của nó sao, thôi hai đứa rớt hết thì lần cho nó lần sau thì lại hai đứa vậy đó. Mấy cô quá lâu thôi nè, thầy bực mình lắm á, sai chánh tả đồ tùm lum hết trơn, cứ nộp thẳng vô cho thầy không chịu coi lại, không chịu coi lại gì. Đừng bao giờ sợ là mình tốt nghiệp rồi hết việc làm, không bao giờ hết. Học thì chưa xong mà lăng xăng chỗ nào cũng đi nữa. Các ông thầy nào đâu ông này phải không, ông nào mà xin đi bây giờ mắc đi dự đại hội nè, ông nào xạo không cỡ thầy thì con không đi nữa. Rồi đi dự đại hội rồi này nọ, làm như mình quan trọng lắm, vô trọng góp phần chen lấn cùng lắm là lượt là trưởng ban trà nước là hết hạn à. Học thì lo học đi, mình học đi, học xong rồi không bao giờ hết việc, cứ lo đi làm việc sợ mấy mối không có việc làm à. Không bao giờ hết việc, học xong đi cái dao mài cho bén đi đó, rồi muốn chặt mấy cái đó là chặt. Còn cái dao chưa bén thì đem ra chặt nó chậm chạy à. Đó, trước mặt tụi con cũng có thể nhìn thấy. Đi học Ấn Độ bao nhiêu người, đi học Đài Loan bao nhiêu người, đi học Trung Quốc thì bao nhiêu người, bao nhiêu người dạy, bao nhiêu người không dạy. À, nếu mình quyết định mình học thì mình cứ lo mình học, còn ba chuyện gì đó thôi không, mình không đếm xỉa, lo học đi đó. Rồi học xong rồi muốn làm gì đó làm, đừng bao giờ sợ hết việc, không hết việc đâu.
nhiều dữ lắm, nhiều. Rồi sợ làm như mấy bố không có việc làm vậy. Mình học giỏi tự động người ta kêu mình khỏi mất công, mình phải đi xin xỏ. Kinh nghiệm của thầy là như thế. Trước khi về trường nữa đó, học Ấn Độ về là dạy hồi quan chứ không dạy trường. Trường hay trường làm cái giấy bổ nhiệm làm khoa trưởng. Trước khi thầy về trường, về ngày đầu tiên vô hộp là cầm cái giấy bổ nhiệm khoa trưởng. Mình đâu có nhất thiết là mình phải chạy đi xin việc hay là gì gì. Mình lo học cho giỏi đó. Mình giỏi về cái nào mà ai cũng biết hết trơn rồi, khỏi cần xin việc, người ta mời mình vô dạy. Thầy đâu quen ai Hà Nội, ra không quen ai. Người ta biết, người ta mời ra dạy. Dạy lần thứ nhất được, lần thứ hai là người ta giao cho mình đủ thứ công chuyện để mình làm. Sợ mình làm được thôi, chứ sợ tụi con cứ ham đi làm việc. Mà làm cái gì? Lợi đó làm trâu làm bò gì đó, là trang trí trần thiết đồ ha, rồi trưng bông trưng hoa đồ, đi mua về trưng thấy bà luôn nha. Bỏ tiền ra mất thì giờ nó cùng lắm. Trưng bông đẹp vậy là xong rồi đó, đồ ngu. Bỏ tiền ra trưng cho đã rồi khen đẹp cái hết hạn gì ha. Còn trưng bông mà khỏi cần đi học, cái bông đẹp sẵn rồi, ghim ghim vô đẹp. Ngồi đó ngâm tới ngâm lui, cắt tỉa rồi làm đu thứ hết trơn rồi. Khỏi, tao làm cho coi. Cắt cái rụt ngang rồi để vô sắp sắp sắp. Cái vô hỏi đẹp không? Đẹp. Tay bông đẹp sẵn. Chân bông phải trường phái, trường phiết và trường phái nào. Đâu sách vở nào chia bông ở trường phái đâu. Rồi chân bông phải bình, rồi thiên địa nhân rồi này nọ. Thiên địa nhân là trường phái gì? Rồi thiên bao nhiêu, địa bao nhiêu, nhân bao nhiêu, nó là sự cân đối cho hợp lý thôi. Chả có gì, con mắt của mình nhìn mình cũng thấy sự cân đối vậy, cần gì phải thiên địa nhân cốc gì đây. Khỏi, bông đây chân lẹ cấp kỳ luôn. Hồi dưới quê không có bông chân ba cái bông phượng này sao, nó không có bông chân chân phượng, rồi không có trái cây chân chân lê kỳ ma. Tại cây lê kỳ ma nó trái nhiều lắm, không có trái cây, lấy lê kỳ ma vô. Phật tử mua bông thì mình chưng bông, mua trái cây mình chưng trái cây, không mua ông Phật cũng không có trách. Khỏi, đừng có mất cái giờ vô mấy cái đó. Lăng xăng học cũng lo học, cùng lắm đi lăng xăng có ai khen không hả? Lăng xăng chả có ai khen. Học giỏi người ta mới khen, rồi nói học để lấy kiến thức thôi thầy, không cần điểm. Lấy cái gì để đo kiến thức của mình? Mình nói mình học để lấy kiến thức, lấy cái gì để đo kiến thức mình học được? Phải điểm, đúng không? Lấy điểm để đo kiến thức mình học được. Thì đã nói học là phải điểm mà. Học chịu khó lo học. Bài vở phải đọc thêm sách nữa. Thầy đưa cho tụi con, tụi con còn không đủ nữa. Thầy nói cho tụi con nghe, tụi con chép lại không đủ nữa. Rồi làm sao mà phải đọc thêm? Phải đọc thêm nữa. Thầy vẫn chừa ra có những khoảng. Ví dụ như thầy cho maximum là 45 điểm. Đứa nào làm thêm thì được 1 điểm, được 1 điểm. Có đứa làm thêm được tới 49 điểm. Có đứa nó móc những thứ mà thầy, ô, cái này nó kiếm ở đâu ra hay ta. À, rồi coi là cái nó, đúng rồi cái này mình cũng chưa biết. Mà nó đi moi được. Như vậy nó xứng đáng ngang hàng mình cho 50 điểm. Có không? Mấy cô chắc không có hy vọng cái vụ đó rồi đó. Trời không làm tính trả tùm luôn tùm lắm. Mấy thầy còn hy vọng chút, mấy cô lôi thôi, bức mình lôi thôi, quá lôi thôi. Đưa cho thầy, đưa đại vậy rồi thầy sửa. Đưa giống như đường đóng hồ lô vậy. Muốn sửa đi nữa thì cũng phải nhìn cho nó ra hồn ra vía rồi. Mình chỉ cần sửa chút chút thôi, đánh máy làm tầm 7 tầm 3, Vô cục rồi sửa. Sửa không? Mướn 500 ngàn cũng không sửa nữa. Thà ngồi uống trà chơi. Đừng có nói kêu sửa bài mà làm đổ vô một đống hồ lô đó rồi. Rồi sửa. Bực mình quá, tụi con học cũng chịu cố gắng gì hết. Mấy cô nghe, thầy dặn rồi đó. Đừng bao giờ cho rằng thầy dễ. Thầy khó nổi tiếng mà tụi con coi thầy dễ dãi à. Đâu có được chuyện đó. Thầy khó nổi tiếng, đúng không? Ừ, vậy mà dám lơ là dễ ngư với thầy à. Mấy cô này, bực mình. Bữa nào tôi cho vừa đứng vừa học bữa biết à. Đừng có bao giờ dẹo thầy nha. Thầy nói trước rồi. Thầy ơi thầy khỏe không? Thầy đang làm gì đó là tôi ghét dữ lắm.
muốn cái gì thì nói đại đi, chúng ta giải quyết cho rồi. Màu đầu lâu quá, muốn mượn tiền thì lại, mình muốn mượn tiền thì mình coi cái mối quan hệ mình với người đó, họ cho mình mượn được không? Nếu được thì mình lợi, có tiền cho tôi mượn thôi. Rồi chừng nào trả đó thì nói, lợi nói vòng vòng cho đã, hỏi có tiền cho tôi mượn không? Mà nói đâu cho mượn, không, rồi cũng như không. Thành ra muốn cái gì á thì cứ nói thẳng với thầy, cứ thầy ơi thầy đang làm gì đó, thầy khỏe không, đồ này nọ. Thầy bực mình lắm, già rồi mà còn có tay một à, mà cứ bắt đọc mấy cái đó, nhắn tin mấy cái đó, bực mình lắm. Cái kia mình chưa xong, găng đa view mình chưa xong phải không? Nhưng mà mình lấy cái này mình nhập vô cái kia, có thể là phải học thêm Dasa Bhumika. Nói phải lo ghi, lo cười không? Rồi không lo ghi tới chừng chép vô thiếu. Trong đó có con bảo này nữa nè, đọc cái bài bực mình. Nguyên cái lịch sử ngôn nhóm ngôn ngữ, ông đưa hai ông à, còn mấy ông kia chó ra hết trơn à. Tôi kêu là nhóm ngôn ngữ ông nhiêu đó nè, bực mình, lo ngồi cười không à, hay lắm. Đầu trên xóm dưới gì mà chỗ nào mà làm chuyện đồ, bảo săn săn nhào vô à, hay lắm. Bài dở thì không lo, nó làm bài chứ. Đa xa là 10, số 10 đó. Bumi, đất, địa. Đa xa Bumi là gì đây? À, thập địa. Mình Việt Nam mình có kinh Avatamsaka Sutra, Hoa Nghiêm Kinh. Học á là tụi con phải mở cái đầu ra đón nhận những điều mới, chứ không phải cái gì của mình hồi xưa tới bây giờ là chúng. Ví dụ như nói tới kinh Hoa Nghiêm là phải là như thế, hiểu chưa nào? Mình học để mình học những điều mới, mà tiếp cận những điều mới để cái nhìn của mình nó rộng hơn, nó sâu hơn, rõ ràng hơn. Hoa Nghiêm Kinh thì trong Hoa Nghiêm Kinh này nó nhiều, 20 mấy phẩm, 20 mấy 30 phẩm đúng không? Dasa Bhumika là phẩm thứ 26 của kinh Hoa Nghiêm. Lần trước á dạy mấy đặc tánh của kinh điển Đại Thừa, thầy có nói rồi, kinh điển Đại Thừa là một tập hợp đúng không? Cái chữ Maha đó, Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, đúng không? Tiếng Việt của mình ấy đó là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thì chữ đại đó là Maha Vaibhuliya, là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đó. Maha Vaibhuliya rồi Buddha Avatamsaka Sutra có nghĩa là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thì lần trước thầy có nói kinh điển Đại Thừa nó tập hợp nhiều phần khác nhau đó, có thể tách một phần ra, một phẩm ra trở thành một kinh được không, một chủ trương được không, một đường lối được không, một pháp môn được không, được hết á. Thành ra chữ Maha nó không có nghĩa là đại là lớn, nó còn có nghĩa là một tập hợp, một collection, một tập hợp nhiều văn bản trong đó mà có thể tách ra thành một kinh được. Có một đường lối chủ trương, đưa ra một pháp môn tu tập, đưa ra một pháp môn. Nếu chúng ta nương vào cái pháp môn đó có thể đạt tới giác ngộ giải thoát được. Kinh điển Đại Thừa là như thế. Trong đó một, cho nên á nói cái đó để mình minh chứng nè. Avatamsaka Sutra Hoa Nghiêm Kinh, lúc đầu thầy có đưa cho tụi con mấy tờ giấy đó có đọc không? Không có đọc phải không? Đứa nào có đâu giơ tay lên. Rồi đứa nào không đọc đâu? Mấy đứa đọc, đứa nào đọc giơ tay lên nè. Như vậy lần sau đừng đòi thầy đưa nữa nhé. Thầy có đưa mà tụi con không đọc, lần sau thầy không đưa nữa, thầy chỉ nói trên lớp qua, nghe không nghe được rồi thôi. Đưa mà không chịu đọc như chứ. Trong đó có 3 bản Hoa Nghiêm Tứ Thập, Hoa Nghiêm Bát Thập, Hoa Nghiêm Lục Thập, thì tụi con sẽ thấy là tại sao gọi là Tứ Thập, gọi tại sao gọi là Lục Thập, tại sao gọi là Bát Thập, thầy có đưa đàng hoàng. Đời nào ai dịch là mấy gì sao có. Thành ra lúc đầu Hoa Nghiêm á cũng đâu có đủ bộ vậy đâu, phải tập hợp nhiều lại, mà không phải ở trên Ấn Độ không, ngay cả bên Trung Hoa cũng thế.
cũng phải tập hợp, rồi cuối cùng mới sao xong cái bộ Hoa Nghiêm. Đưa không chịu đọc ha, lần sau không đưa, khỏi đọc luôn, đưa mất công, bắt đầu khỏi đưa, trong lớp nói lo ghi, ghi không được thôi gán chịu vậy đó. Đưa mà không chịu đọc, được chưa? Dasabhumika là phẩm thứ 26 nếu trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà hiện hành mà chúng ta đang có rồi tụng chi tịnh dịch, làm sao được chưa? À, nội cái găng đa view không á, là kinh Hoa Nghiêm rồi, phẩm nhập pháp giới. Trong đó trước đây các nhà Phật học á, chia ra làm là tiểu thừa giáo và đại thừa giáo, thì trong Dasabhumika và găng đa view chính là cái lằn ganh gạch để xác định được đây thuộc về đại thừa giáo và đây thuộc về tiểu thừa giáo. Tại sao đại thừa giáo tiểu thừa giáo, lát thầy nói tới găng đa view. Cái bản bữa hôm mình đọc về thiện tài mà ngũ thập tam tham đó, bản găng đa view trong đó có ghi 10 cái hạnh nguyện của Bồ Tát, và Dasabhumika tạo thành lằn ganh giữa Hinayana, giáo lý của Hinayana, giáo lý của tiểu thừa, tiểu thừa giáo và đại thừa giáo. Nói là ghi, giờ không thèm phát nữa, rồi trao đầu vô ghi đi. Đứa nào mà thi mà thêm được tiếng Sanskrit vô là thêm điểm. Ví dụ vậy chứ sao, mình học văn học Sanskrit mà ghi Deva, không phải thầy buộc tụi con ghi Devanagari, ghi Roman này á. Ví dụ như nói thập địa mà ghi được cái chữ này là có điểm nè, thấy không? À, ví dụ như đầu tiên hết là viễn hành địa, viễn hành địa đó, tiếng Việt dễ nhớ mà. Rồi đứa nào mà ghi được thêm viễn hành địa là gì này có điểm. Qua bển rồi mới biết, tụi con đi học ở nước ngoài rồi biết cứ long thọ tới chừng người ta ghi chữ này không biết ca này là lông gà hay lông vịt. Nhưng mà mình đã học rồi, qua đỏ long thọ mình biết liền. Ông thầy giáo ông đâu có nói long thọ, ông nói Narayana, ông viết cái chữ rồi mình cứ ông long thọ nè, tại vì mình có học rồi. Còn giờ cứ long thọ qua bển mình nói nó giống như cái cô đó hỏi quay ni liên thiền, ai biết ni liên thiền không? Lợi tới Bồ Đề Đạo Tràng hỏi cái xong ni liên thiền á, hỏi mấy người Ấn Độ quay ni liên thiền, ai biết ni liên thiền là gì? Niranjana thì người ta mới biết. Còn cái ni liên thiền về Việt Nam hỏi tiếng Việt mà đi hỏi người Ấn, qua hỏi quay ni liên thiền, ai biết xong ni liên thiền là xong nào? Chữ đó là chữ Việt, mình mới nói cho đúng quay niranjana thì người ta nói over there đó, người ta chỉ mình. Chứ còn mình nói tiếng Việt hui long thọ hả, khùng quá. Mình học rồi mình phải tiếp cận, mình học Sanskrit rồi ít nhiều mình phải biết vài chữ để cho thiên hạ biết là mình có học chứ. Bây giờ nói 10 địa này thì dễ đâu, nó đơn giản lắm. Lý tưởng Bồ Tát, để nói cái lý tưởng Bồ Tát là tụi con có thể làm cái bài lý tưởng Bồ Tát. Lý tưởng Bồ Tát nè, tại vì Dasabhumika và Gandavil đều nói về lý tưởng Bồ Tát. Giáo lý Bồ Tát không phải là giáo lý đại thừa không đâu. Nikaya Tạng có giáo lý Bồ Tát không? Có không? Có. Ai nói không? Giáo lý Bồ Tát trong Nikaya Tạng đã có rồi. Nó gọi là Phật giáo nguyên thủy đó, đã có giáo lý của Bồ Tát. Nhưng mà giáo lý Bồ Tát ở bên đó nó như thế nào? Lần trước học Phật giáo Ấn Độ thầy có nói không? Có nói không? Rồi quên sạch hết trơn. Jataka, 550 mấy chuyện trong Jataka là nói về giáo lý Bồ Tát. À, toàn bộ Jataka 550 mấy chuyện, và thêm đây đó vài chỗ nữa Đức Phật nói về bản sanh đó, những kiếp quá khứ Đức Phật làm gì là đó là giáo lý Bồ Tát đó. À, lúc bấy giờ Đức Bồ Tát làm vua Brahmadatta ở thành Varanasi, đại khái thường là hay như thế. À, lúc bấy giờ Đức Bồ Tát làm gì? Đức Bồ Tát làm gì? Đức Bồ Tát đây chỉ cho ai? Cái chữ Bodhisattva đã có trong văn học nguyên thủy,
đó là chỉ cho Đức Phật ở những kiếp quá khứ được dùng trừ từ Bodhisattva hay là Bodhisatta đó. Tiếng Sanskrit và tiếng Bali nó khác nhau chút. Bodhisattva, Bodhisatta. Bodhisatta đó là chỉ Bồ Tát, chỉ cho Đức Phật. Và trong văn học Nikaya, Đức Phật cũng có giới thiệu một vị nữa, đó chính là Maitreya. Nhưng mà Maitreya chỉ xuất hiện khi Đức Thích Ca giới thiệu tương lai sẽ có một vị Bồ Tát từ chân cung trời đâu xuất hạ sanh xuống hiệu là Maitreya. Rồi thôi. Có thấy ghi lại là gặp Maitreya không? Đức Phật Thích Ca có nói chuyện với Maitreya Bồ Tát không? Không. Chỉ nghe sự giới thiệu của Đức Phật thôi. Rồi kể cả một Kiền Liên Moggallana Tissa Moggallana, ngài đi lên chân cung trời đâu lợi, gặp hết người này tới người khác, về thành cái tác phẩm gọi là Thiên Cung Sự. Chuyện của Mục Kiền Liên kể lại khi mà ông đi lên trên đó, Mục Kiền Liên đi lên trên đó về kể lại là bao nhiêu chuyện ở trên trời, kết tập lại thành bộ Thiên Cung Sự trong tiểu bộ kinh á. Nhưng mà có ghi lại là ngài Moggallana gặp Di Lặc không? Có thấy cuộc gặp gỡ nào đó không? Hả? Trong văn học nguyên thủy giới hạn cỡ chừng đó. Trong đó cũng còn nói rất là chi tiết về giáo lý Bồ Tát. Bồ Tát làm con này con kia, làm vua làm đồ này nọ, nhưng mà không bao giờ làm cái con gì mà nhỏ hơn con chim say sẻ, không bao giờ làm con gì lớn hơn con voi. Có một thở nọ Đức Bồ Tát làm con khủng long là không có. Rồi trong Từ Bi Âm á, trong Từ Bi Âm có đăng lại một cái câu chuyện mà đọc vô mình biết là đó không phải Phật của Phật giáo mà được biên tập á. Sao? Tại vì Đức Bồ Tát không bao giờ làm con gì nhỏ hơn con chim sẻ, không làm con gì lớn hơn con chơi con voi. Đức Bồ Tát từng làm con nhạn chúa, con khỉ chúa, con voi chúa, làm để mà lợi ích cho bầy đàn, lợi ích cho cái loài đó đó. Ví dụ như có một thời Đức Bồ Tát làm con khỉ, mà cái bầy khỉ nó đi tới mùa cạn, bầy khỉ nó xuống nước nó uống á, thì cá sấu ở dưới nó cắn. Mà bầy khỉ xuống thì cá sấu cắn, mà đi trong một cái vùng rộng lớn không có nước. Rồi làm thế nào Đức Bồ Tát có thể là cứu cái đàn khỉ này? Lúc đó ông là Đức Bồ Tát là khỉ chúa, thì ông mới lấy cái cọng sậy đó, đó ông thọc xuống, ông hút nước lên. Để cho hút nước lên thì đâu có ở gần đâu mà con cá sấu nó tát, hiểu không? Lấy cái cọng sậy dài nè, rồi thọt xuống rồi hút nước lên uống. Rồi cái cọng sậy thì nó có cái mắt đó, rồi Đức Bồ Tát mới phát nguyện là xin cho cọng sậy nó đừng có cái mắt, để cái bầy của ông được uống. Thì cuối cùng thì Đức Bồ Tát làm được cái nguyện lực của ngài, cứu được bầy khỉ là cái loại sậy đó là nó không có cái mắt. Rồi ông kiếm ra được cái loại sậy không có mắt để hút lên. Và Đức Phật nói cho hết một đại kiếp, cái sậy đó nó sẽ không có mắt. Sậy thì nó có mắt, giống như cái xả của mình trồng lớn nó cũng có mắt nha. Nó cũng có thuộc loại cỏ sậy đó. Cái cọng xả mình ăn đó, thì nó lớn thì nó cũng có mắt đấy. Còn cái loại sậy đó là nó không có mắt. Rồi Đức Phật nói cho hết một đại kiếp, vì nguyện lực của Đức Bồ Tát thời làm con khỉ chúa, vì cứu cái bầy đàn của mình mấy trăm con, mà cái sậy đó cho hết một đại kiếp nó không bao giờ nó có mắt, để có thể là ngắt cọng sậy đó mà hút nước từ xa để uống được. Bồ Tát làm con gì để gì lợi ích ít nhất cho bầy đàn đó. Đó làm con nhạn chúa, làm con nhạn chúa nó đi ăn, nó dẫn bầy nhạn đi ăn thì bị cái người sập bẫy, làm bẫy để sập, thì nó trong lúc nó ăn là nó mà trải qua một thời gian đói dài rồi, bữa nay con nhạn chúa nó dẫn đi ăn lại chỗ đó thì nó thấy thức ăn rồi bầy nhạn nó xuống, rồi bầy nhạn xuống theo ăn no. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ người ta làm bẫy, con nhạn chúa nó đã dính bẫy rồi, nhưng mà nó gán đứng đó, nó không dám la, nó để cho bầy nhạn của nó ăn cho no xong rồi bắt đầu nó mới la lên là nó mắc bẫy, thì cả bầy nhạn bay đi, con nhạn chúa nó ở lại đó. Thì trong đó cũng có ghi là có một con nhạn nó bay lên rồi sao nó thấy không thấy nhạn chúa, nó nhìn thấy con nhạn chúa còn dướng bẫy ở dưới. Rồi nó mới bay xuống, nó đậu kế bên á. Rồi cái ông thợ săn ổng mới lại ông hỏi, ủa mày sao không mắc bẫy mà mày không chịu bay đi? Nhạn nó trả lời, lúc đó ông đó không còn nói chuyện được, gặp thầy chắc bỏ chạy, tại nhạn nó nói chuyện mà
hỏi chứ sao mày không bắt bẫy và mày không chịu đi. Nó nói tại nhà Chúa nằm đây. Nói thì chuyện là được biên tập như thế, thì ông thấy là cái ông thợ săn này, ông thấy là con nhạn mà nó có tình như thế, cho nên cuối cùng ông cũng thả luôn cái con nhạn Chúa ra để cho hai con nó bay đi, nó nhập về bầy. Vì ông biết là con nhạn Chúa nó vì cái bữa cơm no cho bầy nhạn mà nó sẵn sàng nó hy sinh. Rồi con kia sống có tình có nghĩa, cho nên ông tha và ông bỏ cái nghề đó luôn. Cái câu chuyện nó được ghi lại để giải thích chuyện khi Anan không xa rời Đức Phật một bước, khi mà con voi Natalia mà nó uống rượu mà nó xông tới đó, Anan không rời một bước, ngủ trượt ác thế thể tiên nhập. Câu nói đó là của Anan, cũng là phát nguyện bước chân vào Bồ Tát đạo. Còn câu gì nữa? Ngủ trượt ác thế thể tiên nhập, còn gì nữa? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi qua. Đó, đây là đại nguyện của Anan đây, là thực hành Bồ Tát đạo đây, phát Bồ đề tâm. Trong thập địa đòi hỏi đầu tiên hết là phát Bồ đề tâm, và đây là chính là phát Bồ đề tâm của Anan đây. Ngũ trượt ác thế thể duyên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Đây là đại nguyện của Bồ Tát trước khi bước chân vào Bồ Tát đạo. Ai cũng như thế chứ, phải phát nguyện rộng lớn, phát Bồ đề tâm mà. Khác với giáo lý Nikaya, đó, đầu tiên hết cái lực, cái nguyện thì được coi trong giáo lý Nikaya, nguyện được coi là một ba la mật. Còn trong giáo lý của Dasabhumika, phát nguyện được đòi hỏi trước khi bắt đầu thực hành Bồ Tát đạo. Cái đó cũng coi là của Anan. Nếu như có chúng sanh nào chưa thành Phật thì con không bao giờ con nhập nước bàn. Đó, thì các vị Bồ Tát đều như thế chứ không phải riêng ngài Anan không. Thành ra là hằng hà sa Bồ Tát vì không thành Phật được, cho nên cũng bộ chúng sanh là không cùng. Đức Phật có ba điều làm không được, trong đó là độ hết tất cả chúng sanh là Đức Phật làm không được. Đó, không nhất thiết chúng sanh giới là Đức Phật làm không được. Thành ra là nhiều vị Phật ra đời, rồi chừng nào hết chúng sanh, biết chừng nào hết vô thủy vô chung. Thành ra là các vị Bồ Tát là không bao giờ thành Phật được. Như ngài Địa Tạng nha, địa ngục vị không thể bất thành Phật, thì chừng nào hết địa ngục đây? Ngài Địa Tạng thành Phật chưa? Chưa. Thành ra là cũng liệt vô nhất xiển đề, tại vì những người mà không được thành Phật mà, nhưng mà gọi là đại bi xiển đề. Lần lần học cái tới kinh Lăng Già đó sẽ đưa ra là có hai loại xiển đề, và các vị Bồ Tát cũng liệt vô xiển đề, nhưng mà là đại bi xiển đề, không thành Phật được. Đây thể chừng nào mà hết chúng sanh mới thành Phật, biết chừng nào hết, chừng nào hết, biết chừng nào hết. Được chưa? Đó, giáo lý Bồ Tát không chừng ngang hàng cả chừng đó. Các vị Bồ Tát xả thân để Đức Phật Thích Ca nói này, các thầy tỳ kheo, nếu lấy cái kim ghim xuống cõi diêm Jambudipa này, cõi diêm Bồ Đề này, không nơi nào là không trúng cái chỗ mà ta đã bỏ thân bỏ mạng vì hóa độ chúng sanh. Đó là biết bao nhiêu kiếp để thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát, gọi là tam a tăng kỳ kiếp, phải không? Học ở trung học là tam a tăng kỳ kiếp, là vô số trường thời thực hành nhiều. Nói thì phải nói cho hết, tại không có dịp mà gia học văn học Bali. Trong Nikaya 550 mấy chuyện đó, thì lúc Miến Điện á, Phật giáo Miến Điện là chặt chẽ tin tưởng, họ rất là thích văn học Nikaya, và họ cho rằng tất cả văn học Nikaya là của Phật giáo. Các nhà nghiên cứu đã làm được. Hồi đó Hòa Thượng Thích Minh Châu á, ngài dịch không hết, rồi ngài có tâm sự, ngài thưa là ngài không chịu dịch. Rồi sau này mấy học trò mới hỏi Bạch Ôn, sao còn một lô chuyện ở Jataka phía sau, sao ngài không dịch? Hòa Thượng nói nó không theo tinh thần của Phật giáo. Rồi Hòa Thượng không chịu dịch. Rồi đủ thấy cái thời đó nghe vậy, nhớ vậy thôi, chứ chưa biết. Tới chừng qua bên Ấn Độ thì ông B.C. Law, ông viết cái cuốn Bali Literature, văn học Bali, ông cũng chỉ ra được một số. Sau này có một người Anh, Arki Norman,
ông cũng viết cái cuốn Bali Lưu Chơ Văn học Bali đó, thì ông cũng liệt ra được một số. Có một số nó thuộc về dân gian của Ấn Độ, cũng biên tập thành Jataka. Một số nó thuộc, nó là văn học của Hy Lạp nữa, cũng được đưa vô Jataka. Rồi một số của Kỳ Na giáo cũng được biên tập thành Jataka. Một số của Bà La Môn giáo cũng được biên tập thành Jataka. Rồi thầy sẽ kể. Thành ra cái giáo lý Jataka trong cái giáo lý Bồ Tát trong Jataka phải coi lại. Trong đó có cái chuyện là hai bà mẹ dành đứa con. À, cái bà mẹ này bả sanh con rồi Việt Nam mình có đăng bá đấy. À, cái con bả chết, cái bả đi. Cái bà kia sanh ra con nít mới sanh ra, đâu có cái dấu vết gì đâu. Bả bắt nít của bà kia, bả nói con của bả. Rồi cái hai người dành nhau. Hai người dành nhau rồi đem lại ông vua Brahmadatta để ông xử. Thì ông nói là bây giờ con đứa nhỏ mà hai bà đều tuyên bố là mình là mẹ của đứa nhỏ này, bây giờ giành đi, giành người nào giành được thì là con người đó. Là hai bà này nhảy vô giành hồi thì có ông bà, bà buông ra mà bà khóc. Bà buông ra, bà khóc, hỏi chứ sao bà khóc. Thì lúc đó là Đức Bồ Tát mới nói, à như vậy là con của cái bà này. Nói hồi nãy là Đức Vua nói là người nào giành được con mà. Nói bà này bà mới chính là con mẹ ruột nè. Tại vì bà thấy con bà giành nó đau, nó khóc á, bà chịu nổi bà buông ra. Thì cái câu chuyện này cho rằng là trí huệ của Đức Bồ Tát. Nhưng mà thực sự câu chuyện này là được biên tập lấy từ câu chuyện của vua David của văn học Hy Lạp. Này đã có trước đó. Tới thời vua Ashoka, trước thời vua Ashoka là có lần trước thầy dạy giáo sử Phật giáo Ấn Độ, thầy có nói về cuộc trường chinh của Alexander, văn hóa của Hy Lạp, La Mã nó cũng truyền qua tới Ấn Độ. Và khi biên tập thì các nhà biên tập của Phật giáo lấy luôn câu chuyện đó biên tập thành Jataka. Một cái đó. Rồi có những cái câu chuyện thuộc về dân gian Ấn Độ thôi. Cái con khỉ nó bị một cái xấu bắt, rồi nó mới hỏi một cái xấu, chứ giờ mày tha tao đi, mày bắt tao làm gì, mình mẩy tao xương không à, coi vậy chứ xương không. Nó không có, tao không cần cái bộ xương của mày hay thịt của mày, mà tao có con vợ, tao nói là bệnh mà nó thèm ăn gan khỉ, thành ra phải đi bắt mày về cho con vợ nó ăn gan, giống như mà đắc kỹ ho gà vậy đó, phải tìm cái tim chính lỗ cho đắc kỹ ăn rồi khai. Thì khỉ nó mới nói, ôi cái gan hả, cái gan tao để ở nhà tao đâu có đem theo, giờ mày chở tao lại đó là tao lấy tao đưa, chứ còn hiện giờ không có đem cái gan theo. Nó thì cá sấu nó ngu, nó mới chở con khỉ lại cái hòn đảo giữa cái hồ á. Thì nó nói khỉ, cái gan tao để trên cây đó, thì cá sấu là thả ra, nó mới ngu vừa phải thôi, cái gan là ở trong người chứ làm sao lấy ra để trên cây được. Rồi nó phóng đi luôn. Là lúc đó là Đức Bồ Tát là ăn khỉ, còn cái con cá sấu là Devadatta. Đó là câu chuyện dân gian của Ấn Độ nhưng được biên tập vô thành Jataka luôn. Chuyện dân gian thôi, nhiều câu chuyện dân gian lắm. Trong đó Từ Bi Âm có đăng lại một câu chuyện mà thầy cho rằng là các vị tổ Việt Nam mình biên tập chứ không phải là của Jataka, mà ghi là câu chuyện tiên thân. Con rệp nó, con bù ché nó gặp rệp, nó hỏi chứ sao mấy gà sao trắng trẻo mập mạp vậy. Nó cỡ gài không có đi làm ăn xa, làm ăn tại chỗ, hỏi sao. Con ông này không tu, ông tu thiền mà lợi xin ông ở thì ông cho ông, rồi nói chà xin ông ở ông cho vậy, rồi cho mình hút máu rồi thoải mái vậy. Nó ấy dẫn tôi lợi xin coi. Cái lợi xin thì cái ông này nào ông nói nè, tụi mày muốn cắn giờ nào cắn, nhưng trừ cái giờ tao ngồi thiền là không được cắn đó. Bình thường ông làm chuyện thì muốn cắn như đó cắn, muốn hút như đó hút, nhưng mà cái giờ ông ngồi thiền là không được hút. Thì con rệp nó làm y nguyên vậy, có nghĩa là giờ nào ông ngồi thiền thì nó ngủ, hay là nó ngồi thiền giống ổng gì đó, còn giờ nào cũng làm gì thì nó cắn thoải mái đó. Rồi tới khi mà cái con bù chét nó vô nó ở rồi á, thì nó phá cái luật lệ đó đi. Nó tới giờ ổng ngồi thiền nó bất kể, nó cũng cắn luôn. Ổng bực mình quá, ổng ra ổng đốt đống lửa, ổng lấy cái áo ổng vũ hai ba cái, hai thằng nó lọt vô đó nó cháy hết đó. Thì trong đó cái ghi lại Từ Bi Âm á, tạp chí Từ Bi Âm trước 75 á, cái ghi lại là Đức Phật Thích Ca là con rệp, còn Devadatta là con bụi chét, còn cái ông mà cho ở nhờ đó là ngài Sa Lợi Phất. Đó, đại khái cố tình kiếm vô, gáp ghép vô. Đó là một cái câu chuyện dân gian bình thường, nó không đạo lý gì trong đó chứ. Thêm một điều nữa là
Đức Phật thường dạy chúng ta là chuyện thế sự mình không được bàn, đúng không? Ở ngoài đời chuyện quốc gia, chuyện đua xe đạp, chuyện quýnh lộn, chuyện gì mình, những cái chuyện ngoài đời mình không được nói. Không dưới 30 chuyện của Jataka, các thầy tỳ kheo đang túm lại nói chuyện gì đó, Đức Phật lại hỏi các ông đang bàn gì đó. Và Đức Thế Tôn, tụi con đang bàn về hai ông thợ mai ở xá vệ, ông này gạt ông kia. Đức Phật nói chẳng những kiếp này tụi nó gạt nhau mà nhiều kiếp trước tụi nó đã từng gạt nhau. Đức Phật kể lại câu chuyện hai ông thợ mai đó gạt nhau, tại vì thợ mai hồi xưa mà ông đi lượm vải về, ông giặt, ông làm cho nó phẳng, lấy bằng ủi đồ ghim điện đồ vô ủi rồi cho phẳng, rồi đi đổi, thấy ông kia thì có cái vải mới, chưa mai tôi có cái này, tôi mai rồi nè, vải cũng ngon, bây giờ ông đổi tôi, đổi về mặc có một bữa hai bữa rách ten ben hết trơn, gạt qua gạt lại vậy đó. Rồi các thầy tỳ kheo ở trong trùng các giảng đường đang nói chuyện, rồi Đức Phật lại, mấy ông đang nói chuyện gì đó, và Đức Thế Tôn, tụi con đang nói chuyện về hai ông thợ mai gạt nhau, à hai thằng này nó không phải nó gạt mấy lần này đâu, nhiều kiếp nó đã gạt. Rồi Đức Phật cũng nhảy vô nhiều chuyện giống y cái chuyện đó, sẽ thấy là không dưới 30 chuyện các thầy tỳ kheo đang bàn những cái chuyện không ra con cóc gì chân, lâu thôi chuyện gì đó, rồi Đức Phật lại tới hỏi nói chuyện gì, rồi Đức Phật cũng nhảy vô nói. Rồi cuối cùng cái câu chuyện Jataka đó đưa ra, không đưa ra một bài học nào hết, là nhiều chuyện luôn. Đọc vô thấy Đức Phật cũng tham gia vô nhiều chuyện đó. Đọc Jataka vô xe đây. Rồi nè, một chuyện nữa nè. Cái chuyện đó Jataka là xếp theo như thế nào? Xếp theo là chuyện Jataka một bài kệ, chuyện Jataka hai bài kệ, chuyện Jataka nào một bài kệ gom hết vô, chuyện Jataka hai bài kệ gom hết vô, chuyện Jataka ba bài kệ gom hết vô. Vậy đó, thì những cái câu chuyện mà chuyện Jataka mà nhiều bài kệ ở phía sau, nhiều bài kệ dài, trong đó không có có nói luôn những cái giao tình thấm thiết giữa Sĩ Đạt Ta và Yasodhara nhiều kiếp lắm. Lúc là Nguyệt Lan, Nguyệt Nương rồi hai người tu trong rừng á, rồi ha, là ổng đi lấy nước lấy gì bị cha thợ săn tưởng con nai bắn cái chéo ghim lũng bụng. Rồi Nguyệt Nương lại than khóc, thiếp biết làm gì, Lan Quân hỏi đó, Nguyệt Lan hỏi thôi nhé, từ nay vĩnh biệt chàng rồi này nó. Cô Phương Lan của dịch là đọc lên cười bể bụng rồi. Ông này, ông Đức Bồ Tát thời đó là mặc dầu thực hành giáo lý Bồ Tát, có một thời là phạm cái lỗi mà lọt vô địa ngục, rồi lọt vô địa ngục thấy địa ngục ghê quá, khổ quá, thành ra rồi hết cái nghiệp đó sanh lợi làm người, thì cho nên ông sợ lọt vô địa ngục nữa, cho nên ông làm thinh, ông nằm sanh ông ra ông biết, nhưng mà ông làm thinh y nguyên vậy, ông không dám nhúc nhích, ông không dám mở miệng ra, ông sợ ông mở miệng ra hay ông nhúc nhích thì ông sẽ phạm lỗi, phạm cái nghiệp ác và ông sẽ trở vô địa ngục nữa, ông nằm làm thinh. Cha mẹ ông giàu, vua mà sanh ra đó, sanh ông ra ông nằm làm thinh, không khóc không la không ngọ ngoại gì đó, không đòi sửa đòi gì, ông muốn nằm vậy cho chết luôn cho rồi đi, đang sợ lọt vô địa ngục quá đó. Rồi mẹ rồi phải rước bác sĩ lại coi có gì không đồ này nọ, than khóc đủ chuyện, ông cũng nằm thinh. Rồi cũng tại vì mẹ thì thương con tật nguyền mẹ cũng thương đó, nuôi ông mà 7 ngày 49 ngày, rồi nuôi cho tới lúc là biết chơi biết đi thì ông cũng nằm đó. Rồi kêu mấy đứa con trong hoàng thái quốc thích lại chơi, tụi nó bò thì ông cũng nằm đó. Rồi bắt đầu tụi nó tập đi thì ông cũng nằm, ông nằm hoài không nhúc nhích đó. Rồi tới tụi nó biết chơi lửa thì ông cũng nằm. Tới lúc tụi nó biết chơi con rắn, giống như giờ biết chơi, biết đủ tuổi uống bia đó, thì là tụi nó chơi con rắn, ổng cũng nằm. Ổng nằm miết à. Rồi tới lớn rồi cũng nằm hoài. Ông vua bực mình quá. Là người ta sầm xì chắc ăn đỡ thất đức làm sao mà sanh thằng con ra như cục thịt gì, nằm không à. Rồi cuối cùng ông kêu, đem bỏ nó vô trong rừng. Vua bực mình quá, đem bỏ nó vô trong rừng. Thì bà mẹ làm sao đây? Khóc lóc năn nỉ rồi này nọ, ông nói năn nỉ giờ xin 3 năm, nếu không nhúc nhích thì muốn đem đâu ra đem đó. Thì 3 năm người mẹ biết bao nhiêu nữa mà, con ơi con nhúc nhích đi, con nói chuyện đi, chứ con không nghĩ là cha con đem vô rừng bỏ.
ông cũng làm tin, ông nói bỏ trong rừng cho nó cắn chết cho rồi, chứ không thôi nhúc nhích đây rồi phạm lỗi nó lọt vô địa ngục nữa đó. Rồi 3 năm vua ra lệnh đem đi. Rồi bà mẹ lại khóc lóc năn nỉ thôi 3 tháng. Rồi hết 3 tháng mẹ biết bao nhiêu nước mắt, ông cũng nằm đó. Rồi 3 tháng rồi sinh 3 tuần, rồi 3 tuần tới 3 ngày, rồi tới cái ngày cuối cùng á, mẹ hết nước mắt rồi, nhúc nhích nói chuyện chứ không thôi là cha con bỏ, ông cũng nằm kệ vô cho nó cạp cái cho xong. Rồi tới chừng cuối cùng á, là vua ra lệnh mà phải có người đem ông lại chất lên chiếc xe đó, chở tuốt vô trong rừng thì đào cái lỗ để chôn. Thì trong lúc đào cái lỗ để chôn á, thì ông thấy cảnh trí rồi nó chim hót rồi này nọ, ông mới bước xuống xe ông đi vòng vòng, thì ông gặp một vị ẩn sĩ đang tu ở trong rừng đó. Ông ngồi ông nghe vị ẩn sĩ đó thuyết pháp đó, nghe vị ẩn sĩ đó thuyết pháp, rồi ông xuất gia ông tu với vị ẩn sĩ đó, ông về. Rồi trong khi đó ông thợ săn ở đây ông đào xong hố xây qua, ủa mất tiêu, ai tha lẹ ai. Ông mới chạy vòng vòng ông kiếm thì ông thấy là hoàng tử đang ngồi nói chuyện với đạo sĩ, ông mừng quá, ông về ông báo cho triều đình hay. Vua hỏi thiệt không mày, nói thiệt. Nó bắt đầu lấy Mercedes đồ chạy riết vô chạy riết vô, thấy đang ngồi đó nói chuyện, vua mừng quá. Đây phải là tâm lượng của Bồ Tát không? Anh ích kỷ quá, Bồ Tát Bồ Tọt gì kỳ cục ấy. Jataka có ổng vì sợ cái chuyện ổng lọt vô địa ngục mà ổng bao nhiêu người đau khổ vậy ổng. Hoàng hậu đau khổ không? Vua đau khổ không? Hoàng thân quốc thích đau khổ không? Thần dân trong quốc gia đau khổ không? Đau khổ cả. Ông vì cái chuyện ông sợ vô địa ngục mà ông hành hạ bao nhiêu người đây, ông Bồ Tọt chứ không phải Bồ Tát. Cái câu chuyện tầm bậy bạ của Bà La Môn lọt vô trong Phật giáo, đưa vô trong đó. Không có thể, Bồ Tát người ta sẵn sàng chấp nhận đến nỗi bỏ cả thân mạng mình mà để hóa độ chúng sanh, để được lợi ích cho chúng sanh, để hướng dẫn chúng sanh bước vào đường đạo. Cái nguyên lý đầu tiên là như thế, sẵn sàng hy sinh cả thân mạng nữa để làm lợi ích cho chúng sanh. Làm thế nào mà chúng sanh tiếp nhận được ánh sáng Phật pháp thì người ta sẵn sàng, chứ không phải như cái ông này đã đời rồi ông nói mấy bài kệ dài ngoằng độc tán gần chết. Thầy nói tụi con khoan tin đọc những cái mâu chuyện sau của Jataka, chuyện dài ngoằng là có câu chuyện đó, đọc vô bực mình lắm. Trong đó có những cái câu chuyện nổi tiếng về giáo lý Bồ Tát, ví dụ như câu chuyện bố thí bất nghịch ý, cặp mắt của thái tử tu đại noa có đọc không? Không đọc, nhờ các sư nam truyền kể cho nghe câu chuyện nổi tiếng. Tại vì ông bà mẹ kế đó, mẹ của hoàng tử thì chết rồi, rồi bà mẹ kế bà mới xin là được ngài làm vua đó. Rồi tại vì cặp mắt của thái tử Tu Đại Noa đẹp quá, bà cho móc mắt đi, rồi sau này cũng được hoàn lại cặp mắt đấy, cũng phải lên bệnh viện đồ, vô ngân hàng mắt lựa mắt đẹp đồ này nọ, mổ nhát vô. Hả? Đó, cái câu chuyện nó nổi tiếng à. Bên Miến Điện á, cái chuyện mà bố thí bất nghịch ý nè, cặp mắt thái tử Tu Đại No rồi này nọ được vẽ trên tường chùa đó, minh họa trên tường chùa Miến Điện á. Thái Lan cũng thế, các nước các chùa nam truyền Phật giáo thường hay đưa những cái câu chuyện Jataka lên trên tường á, vẽ đẹp. Trong đó có cái câu chuyện nổi tiếng là Đức Phật từng bố thí cho cọp ăn. Thầy có lần trước thầy có nói này, không biết còn nhớ không? Nhớ không? Đức Phật bố thí cho con cọp ăn. Lúc đầu mình thấy vô duyên lắm. Con cọp nó già rồi, nó đuổi theo con mồi hết kịp rồi, đến nỗi nó theo bầy đàn nó cũng không kịp nữa. Mấy con khác bắt rồi nó ăn ké, mà nó già đến nỗi nó không theo kịp bầy đàn nữa. Đàn nó di chuyển đi vì không có thức ăn, khan hiếm mấy con động vật khác rồi, cho nên đàn nó di chuyển nó theo cũng không kịp nữa. Thì như vậy nó còn sống được bao lâu? Nó phải chết. Rồi Đức Bồ Tát thấy nó như vậy rồi lại nằm ra cho nó ăn, mà nó già nó rụng răng, nó cạp không xong, nó xé thịt không được, nó cạp chậm chạp xé thịt không được. Rồi Bồ Tát phải leo lên trên cây cao nhảy xuống cho nó dập bấy, rồi con cọp nó mới ăn được.
Để làm chi? Để cho con cọp nó sống. Nó sống bao lâu nữa? Không lẽ nó ăn thịt ổng nó sống được 3 năm chừng tháng thôi thì phải hết. Rồi nó đã mất khả năng săn mồi, nó đã mất cái khả năng đi theo bầy đàn rồi, thì có thể nó trở thành con mồi của các con khác. Tụi linh cẩu, tụi hay nợ là nó tấn công, sư tử nó còn tấn công mà. Đừng nói cọp nó. Tụi hay nợ là nó sẽ tấn công. Có thể nó trở thành con mồi của con khác nữa. Bây giờ cho nó ăn, nó sống được mấy ngày rồi nó chết đâu? Nó chết. Để cho nó chết, mình sống mình làm chuyện khác. Còn này Đức Bồ Tát là leo lên nhảy xuống cho nó ăn. Đó. Rồi không lẽ bây giờ để cứu con cọp này 2-3 ngày ông Bồ Tát nhảy xuống, 2-3 ngày ông Bồ Tát nhảy xuống cho năng, rồi nó sống được bao lâu? Nhảy hết cái đám Bồ Tát này đi nữa, con cọp nó sống hoài được không? Nó cũng chết rồi. Thành ra trước sau nó cũng chết. Cho mày chết cho coi. Mình còn làm chuyện khác đúng không? Mình nói mình sống mình làm được nhiều chuyện lắm mà. Đó là cái cách suy nghĩ của mình. Giáo lý Bồ Tát nó vượt lên trên cái ý nghĩ thông thường của chúng ta. Đức Bồ Tát không dễ dàng gì cho nó ăn để nó sống 2-3 ngày. Cái cách nghĩ vật chất của chúng ta. Đức Bồ Tát cho nó ăn để tạo một cái thiện duyên giữa Đức Bồ Tát và con cọp đó. Tại nó ăn thịt ổng thì thế nào nó cũng phải có cái sợi liên kết phải không? À, để một kiếp tương lai nào đó khi duyên đủ nó sẽ gặp lại Đức Bồ Tát. Và Đức Bồ Tát sẽ dùng giáo lý Phật giáo giáo hóa nó. Đó là đại nguyện của Bồ Tát. Chứ không phải là cho nó ăn 2-3 ngày. Mình ăn mình tính vật chất à. Ít nhất tam đề ngũ quán còn nhắc mình là vì thành đạo nghiệp cho nên mới thọ cơm này đây. Thế nào nó cũng phải có. Mình thấy cái chuyện mới đầu đọc vô thấy, hồi xưa mà thầy nghe mấy người mà tụng kinh, tôi ăn hết cơm này là tôi nguyện tôi nhận hết tội lỗi của thí chủ. Cái cha này xạo. Đó, nghe mấy người mà tụng kinh á, nhỏ nghe, tôi ăn cái cơm này là tôi nhận hết lỗi của thí chủ, tội lỗi thí chủ bao nhiêu đây là tôi nhận hết. Nói cái kiểu này là nói móc bọc người ta nè. Nói rằng nói móc bọc người ta đó, nhận được không? Được không? Không. Nếu nhận được thì một kiền liên đã nhận cho mẹ mình rồi. Đúng không? Địa Tạng nói, kinh Địa Tạng nói chí thân như cha với con gặp nhau cũng không bằng lòng chịu khổ thay nhau, đúng không? Nếu chịu được rồi mình ăn cơm lại cúng cho mình có nãy chuối bữa cơm mà nói tôi nhận hết lỗi của thí chủ, nói kiểu này móc bọc người ta nặng cho ta cúng cho nhiều vô cái gì. Hồi đó hồi nhỏ nghĩ khác, lớn lên nghĩ khác. Tại vì người thực hành giáo lý Bồ Tát, người thực hành đạo Bồ Tát lúc nào cũng mở tâm lượng rộng lớn, sẵn sàng vì chúng sanh chịu khổ để mà hóa độ. Rồi làm tiếp, nghỉ lát học tiếp.